Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Đó là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì tiếp tục với Quân Anh Tam Quốc. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái bộ cốt truyện của tựa game này. Ok chưa? Đây là một con game thể loại Tam Quốc với cái đồ họa và cái gọi là cái hiệu ứng kỹ năng của tướng khá là lạ. Người dùng từ là lạ. Đấy, nó là sự phối hợp theo quan điểm cá nhân của mình là của một con game với cái kỹ năng của một cái hệ thống tướng hay là hệ thống kỹ năng xuất chiêu của một các dòng game MMO, nhưng mà lại đưa được vào một dạng game thuộc thể loại Capital hay thẻ tướng. Rất là thú vị luôn. Nhưng mà từ mình sẽ tìm cái chỗ để nhập code cho mọi người đã. Nó ở đâu ấy nhỉ? Anh em đợi mình một chút, bởi vì game nó yêu cầu đủ level thì mới có thể nhập được code các bạn ạ. Nên là chúng ta phải đủ level. Level 15. Các bạn đạt level 15 thì mới có thể nhập được code. Cái gì đây? Hoạt động kiểu cốt truyện của game này nó cũng hơi nhiều ấy. Mấy cái mũi tên này bắn ảo nhở? Vậy mình lách vào giữa sao vẫn bắn trúng được? Ui dồi. Ừ. 6 vàng. 6 vàng. Cốt cái tân thủ game này nó cũng hơi nhiều. À, nhận quà. Đây, sau khi các bạn lên level 15, nhớ phải đạt level 15. Nó sẽ mở chúng ta một cái gọi là phúc lợi ngày. Em thấy ở trên này này. Đấy, phúc lợi ngày. Cảm ơn đây, chúng ta sẽ xuống dưới phần dưới này sẽ có phần gift code cho anh em nhập. Đây mình đã share cho anh em toàn bộ cái gift code của tựa game này. Đây, mình sẽ để tất cả gift code ở dưới phần mô tả video, anh em xuống đấy để copy nhập giúp mình hoặc là nhìn mình nhập cũng được. Để cho nó nhanh, ông nào lười xem xuống copy mà nhập. Đây. Code đầu tiên là code Quần Anh Tam Quốc. Ta sẽ có bạc và sách EXP. Tiếp nào. Quần Anh ra mắt. 500 hồn tướng và đá cường hóa. Cốt thứ 3. Quần Anh hội tụ. 188 vàng và tinh lực đan. Đó. Này là cốt thứ 4 đúng không? Mỹ nhân Tam Quốc. Một thẻ chiêu mộ và đột phá đan. Nào. Cốt số 5 thì phải. Ngụy Quốc Ba Quy. Sách EXP và quyển đồ giám. Tiếp theo, Thục Quốc Ba Quy, chúng ta sẽ có một cái đá binh phù tự chọn và đá tăng sao các bạn, và cái cốt cuối cùng là cốt Ngô Quốc Ba Quy. Đó, toàn bộ cốt này mình để cho phần mô tả video cho mọi người nhé. Anh em xuống đấy copy giúp mình, còn không thì nhìn mình nhập xong rồi anh em nhập theo cũng được. Chỗ nhập cốt đấy, level 15 nhá, level 15 mới hiện chỗ để cho anh em nhập, nên anh em chú ý chỗ này giúp mình. Cái quà này có nhận được hàng ngày không nhỉ? Hết này. Bấm vào nhận. Rồi, ok. Đó là toàn bộ cái danh sách code mà mình cung cấp cho mọi người. Đây là code chung nhá. Là code chung nhé mọi người. Đấy, anh em thấy còn thiếu cái code nào nữa thì có thể bổ sung ở dưới phần bình luận. Anh em có comment mình thấy mà nhập đúng thì mình sẽ ghim bình luận lại cho những anh em khác, người ta vào sau người ta có thấy, người ta có thể nhập ấy. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, nhớ là code mình để dưới phần mô tả video. Link group, fanpage cũng như là link tải game mình cũng để dưới phần mô tả video luôn cho mọi người. Anh em xuống đây copy và nhập giúp mình nhá. Rồi ok, video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I.